em. Hôm nay em lại tiếp tục làm cái video này để chia sẻ cho mọi người năm cái nguyên nhân chính để gây ra tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Và những chị em nào mà đã điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa rồi thì các chị em đừng bỏ qua cái nguyên nhân này. Bởi vì nếu như mà chúng ta đã biết được cái nguyên nhân này thì chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách rất là dễ dàng và trơn tru, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không biết được cái nguyên nhân của nó thì khi mà chúng ta đã chữa khỏi rồi mà chúng ta vẫn mắc phải những cái sai lầm đó, những cái lỗi lầm đó thì bệnh phụ khoa sẽ mãi mãi luôn không bao giờ hết khỏi ở mọi người, ở các chị em phụ nữ nhé. Đó, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người năm cái nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm nhiễm phụ khoa cho các chị em hiện nay nhé. Nguyên nhân đầu tiên đó là do nội tiết tố của chúng ta thay đổi. Khi mà nội tiết tố thay đổi, nó sẽ làm mất cân bằng độ pH trong âm đạo của chúng ta, làm cho những con vi khuẩn có lợi nó mất đi và những con vi khuẩn có hại nó được đà xâm chiếm. Nguyên nhân thứ hai là do nguồn nước của chúng ta. Do chúng ta đang sinh sống trong môi trường bị ô nhiễm, cũng như là chúng ta đang làm việc trong môi trường bị ô nhiễm độc hại. Đó, nguyên nhân thứ ba là do chúng ta mặc quần chip quá chật. Mặc quần chip quá chật làm cho cô bé luôn bị ngạt thở, bí bách. Thì nó là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm nhiễm phụ khoa cho các chị em hiện nay nhé. Nguyên nhân thứ tư đó là do chúng ta vệ sinh sai cách. Rất nhiều chị em đang lạm dụng cho mình những cái dung dịch vệ sinh không đảm bảo, không phù hợp để chúng ta thụt rửa âm đạo, hoặc chúng ta rửa vệ sinh quá nhiều lần trong một ngày. Nó sẽ là tình trạng chính, nguyên nhân chính gây ra viêm nhiễm phụ khoa cho các chị em nhé. Và cuối cùng là gì ạ? Đó là do chị em chúng ta sử dụng kháng sinh trong một thời gian để điều trị bệnh trong một thời gian khá dài. Và chúng ta cũng biết rồi, kháng sinh nó sẽ tiêu diệt hết những con vi khuẩn có lợi cũng như những con vi khuẩn có hại trong âm đạo của chúng ta. Nó là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra viêm nhiễm phụ khoa. Đó, trên đây là năm cái nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm nhiễm phụ khoa cho các chị em hiện nay. Và nếu như mà các chị em biết rồi thì chị em cũng hãy phòng tránh nó, để chúng ta không bao giờ bị mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Còn nếu mà nói không bao giờ bị mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa thì em xin khuyên thật với các chị em là các chị em hãy đi khám phụ khoa 6 tháng định kỳ một lần, hoặc sau mỗi một kỳ kinh các chị em nên đặt cho mình những viên thuốc để chúng ta phòng tránh được bệnh viêm nhiễm phụ khoa nhé. Đó, đấy là những cái chia sẻ thật lòng từ em, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.